Bố mẹ em tắm hết rồi. Đang ngủ. Đợi lúc mày tắm bé không dậy chưa? Ba đang thử tắm cho tao làm nó công việc khác ở lợi thực sự tình em thôi. Tắm rồi, không tắm rồi. Bách nước nãy giờ tắm rồi.
Tao, mày biết đi ru không? Mày biết đi ru không? Ồ, cái thằng đó nói là tự đồ quân cúp đó, không như bạn nào đó. Di ru, người Pháp á. Cái tên của nó trùng với cái tên trong Liên Quân á. Thằng em bia đẩy banh phía sau mà cứ ngu quá. Trong tầng bỉ á. Chán với là 2-0 rồi. Ôi dồi. May là cây liên MVP không xâm hình được. Ronaldo là được á, Ronaldo là học, phải nên học hỏi. Hồi xưa tao cũng giống mày lắm, tao cũng ngưỡng mộ nhiều thần thoại lắm. Và sau khi ông Huỳnh Anh, sau khi ông câu nói của Huỳnh Anh Bình thì tao nghĩ lại, tao không nên ngưỡng mộ cầu thủ Việt Nam nữa. Tại vì đó là thành công của họ. Thì cũng hơi bảy hồi kia thôi. Còn Vinh thì tao cũng có thích, tại vì ông chưa có những viên giả thôi. Bản thân cầu thủ giỏi thì ảnh cũng chỉ một cái chiếc lực yêu cốt một sơ một thôi. Tao thấy ảnh là được cái nhiều giỏi mà. Tao nghĩ Ronaldo vẫn chưa đủ sức để làm cái nhiều viên này. Chắc chắn nhiều viên vẫn còn cái nhiều viên nhưng chắc chắn sự thành công ở đây rất lắm. Thì đôi hơi sẽ gọi mắt.
sợ cũng không có ai mua luôn.